Nhân nhân Nguyễn Ngọc Quân. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Hồ Mạnh Long, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Khoa học Thị trưởng ban công tác câu lạc bộ Viết Thi Sài Gòn, giám đốc trung tâm nghiên cứu hỗ trợ thông tin truyền thông khu vực phía Nam. Sẽ là sân khấu có danh hiệu Hồ Mạnh Long nhân ái dành cho nhân nhân Nguyễn Ngọc Quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Do-do-do.